Xin chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình làm bao tử chay từ bột mì. Rất là dễ làm nha các bạn. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào bếp làm với Dung nha. Đắp gì hết. Ngon quá này chứ. Nguyên liệu ở đây là 1 kg bột mì làm bánh mì các bạn. Cái số của nó là ở Đức là 550. Bây giờ mình sẽ cho vào cái máy đi các bạn. Dài quá nè. Bạn thấy đó. Mình cho đây là 20 g bột gạo, 20 g bột năng. Mình trộn tung vô với lại cái thịt mì căng nha các bạn. Đây là cái bột nở để làm bánh. Mình cho 1 muỗng cà phê luôn nha. Cái bột nở này nó giúp cho mình cái bột nó cho nó xốp, nó dẻo. Giờ chuẩn bị xay nha các bạn. Đây nè các bạn. Nên mình không có cho nước gì hết, tại vì cái mì căn nó có nước rồi. Mình không có cho nước, chỉ cho bột thôi. Để ở đây nha các bạn, chờ khoảng chừng 10 phút rồi mình làm. Bây giờ chúng chị cái bao các bạn. Cái bao này bao bình thường thôi nha. Cái này các bạn cắt xong được, không cần phải làm đẹp cái này nha. Cái này mình cho phần ở trong bao tử. Tùy theo các bạn muốn thích kiểu nào cũng được, tùy thích. Muốn làm tròn vuông gì cũng được hết. Mình xếp nó ngay góc này chút xíu nữa bạn. Cái bao ni lông mình cũng cắt ra. Đây mình để ngay góc ở đây. Xếp nó lại. Đó thì các bạn muốn cho nó cho cái bao này nó chụm lên với các bạn. Cái này cái góc này cũng xếp vô cho nó tròn vô, mình làm cho nó giống nó tròn. Đây là không làm được mấy cái. Giờ mình chuẩn bị mình làm nha. Nó có cái bột vô thì nó đỡ một chút xíu nè, không thôi là nó cái mì căng kia không nó nhão lắm. Giờ các bạn có thể mình nắng chừng khoảng chừng 4 cái nha các bạn. Cho vào cái bao này các bạn. Không, các bạn cứ cho cái này vô. Bạn xếp nó lại. Cho cái này nó dính với nhau thôi. Bạn chia đều xong rồi cái này mình gấp lại luôn các bạn. Mình để vậy luôn. Xong rồi mình hấp thôi.
mình đè vậy, cái rút mình hấp xong rồi bạn, cái mình rút cái này ra thì cái này nó sẽ mỏng, mình cho vào nó sững. Trước khi mình cho vào mình hấp mình cũng đè lại cũng rồi, mình đè này nè, để nó nở, hồi nãy nó nở phùng nó luôn. Các bạn nhìn nó đang nở lên các bạn, thấy không? Cái giấy bạc ha, các bạn đừng có cho nó cái bao tử mà nó dính hở hở rồi đó, lúc mình hấp xong mình lấy ra nó dễ. Bốn cái các bạn. Giờ nước nó chuẩn bị sôi các bạn, cứ cho vào đây luôn. Cái nắp thì các bạn có thể mà lấy khăn mình trùm lại nha. Mình cho nước nó nhiễu vô. Cái này mình lấy kẹp, mình kẹp nó lại. Để đồng hồ ở đây là 25 phút nha. Giờ hấp đúng là bờ 25 phút nha các bạn. Bạn thấy nó sốt ghê không? À, còn nóng lắm á. Chờ cho nó nguội nha. Cái này nó sốt nó nhẹ bông nữa bạn. Ngon quá nè. Cái này bây giờ mình gỡ ra được các bạn. Đó. Thì cái này á, các bạn có thể mình chế biến ra, cái này mình cho cái nhân nào đó các bạn cho vào trong ở đây thì xong rồi mình hấp cũng được luôn nè. Còn không thì các bạn cứ xé ra mình xào với rau. Rồi các bạn, trong nó bọng vậy nè, thành cái túi luôn. Các bạn có thể mình cho cái nhân nào mà các bạn thích á, mình làm ra thành chế biến ra cái món khác. Bây giờ mình sẽ cắt ra để mình xào nha các bạn. Các bạn có nhìn dẻo luôn, dai. Các bạn thấy cái này mình xào xả ớt cũng được, xào rau cũng được. Giờ mình xào cải chua nha các bạn. Cho xíu dầu ăn nha. Mình cho tỏi khô, mình làm vừa rồi đó các bạn. Nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối. Mình cho tỏi vô là cái mình xào liền, không có cần phải đập đập gì hết. Bao tử chai này mình làm tại nhà, nó cũng sạch sẽ, nó gọn. Mình muốn ăn mình xào cái rau nào mình xào tùy thích. Các bạn có thể kho nè, nấu cà ri, ragu đều được hết nha. Cho ra đĩa nữa thôi. Ngon quá nè chứ.
Bây giờ mình đã làm xong cái món bao tử chay từ bột mì. Mình có thể mình cắt ra, mình xé ra, mình xào với rau nha các bạn. Các bạn thích xào rau nào cũng được. Cho bao ni lông của bạn để vào ngăn đông á, các bạn ăn bao lâu cũng được hết. Bây giờ Dung xin dừng video tại đây nha. Mình hẹn các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn thành công, được sức khỏe dồi dào. Xin chào.